Rồi bây giờ là Ủa
Alo. Dạng người ra phối hợp đó. Hai đầu. Bạn tư lớp 8. Đi ra khỏi khung thành của thủ môn 6 anh em. Mấy bạn chọn cái nữa. Lui ra. Không đứng sát không được. Biên dành cho sức đá. Ê, ông cần người dọc đi. Tiếp đây. Anh chạy vô, Dăng lên. Anh chạy vô. Hả? Quân lên. Đâu, anh chạy lên. Ngang trễ không biết. Đâu, anh chạy vô. Đáng là Huỳnh ra đây. Hãy
sát vô cô, anh sát vô, đá vô bạn kia. Sát vô, mạnh vô. Tốt quá. Giữ anh, giữ anh đập. Đấy. Đá vô tôi mạnh, đánh sát vô. Còn đói không phải không muốn múa cho cái chân mình chơi ai lại nó điên này anh mà có điên là hai bạn đá như chưa không để cho đá nữa để lại lên cái đá cho nó nè múa cái sút hơi nhẹ, tôi mong 6-5 là kịp thời bắt và phát bóng lên. Anh em có biết phản không? Phản là căng thủ anh em. Nhưng không được cầu để phát bóng lên. Tốt quá, A3 được bóng, A3 qua lên. Lá lên. Nhưng hậu vệ của A3 lấy bóng, qua anh, kiếm cho nó phát. Không được. Đâu, kẻ lên trên, kẻ lên trên, kẻ qua kia. Kẻ lên, các bạn cũng đưa. Thôi, đồng đại, đồng đại. Kẻ lên trên. Dạng ra, vô, dạng ra. Dạng vô. Quả này, lắp vô. Chiêu vào. Chưa được, rất tiếc vừa rồi. Chúng ta bóng của anh em. Tốt quá, Du Linh. Cầm bó. Ghê thế lên con à. Đâu. Vẫn cắt cái thủ đỏ. Anh đi luôn. Anh nói chết. Rách bóng. Cầu thủ A. Xích vào bên trong. Tuy nhiên một bóng ra ngoài, Trung Môn đã đại bóng qua sàn ăn. Nguy hiểm, một pha đi qua cái đầu của. Các cầu thủ A. Đó vậy đó. Lâu anh đã bàn ở sao sao này. Anh ở đã bàn. Không đó. Không. TV không? Cái TV không? À. Đứng cái bóng là toàn phát. Chút. Chút sao? Tụi ta rất hay nhưng mà tụi con cũng rất là... Bỏ mặt chạy đúng không? Tài nguyện! Nguyện! Không qua được trăm hồng vệ xuất sắc số 21 của anh, các anh chị phụ huynh cũng đã đến cổ vũ cho con em mình. Và cắt tóc cầu thủ đỏ lá bóng này chuyền xuất sắc cho đồng đội, đồng đội lại chuyền cho cánh trái. Hai cầu thủ áo rằng cản phá được và rất mạnh. À, nguy hiểm quá đi. Đáng khen cho một cầu thủ số 15 áo đỏ đã cản. Đáng khen cầu thủ một. Anh chị của mình là mình quá đơn giản, một pha đá và chưa đá xong mà một pha chiều cho đồng đội tiến hành gỡ rồi đối phương đã thắng rồi. Tiếp tục Đức Trọng hay quá đi Đức Trọng. Hai trận rồi và chuyền vào hai đồng đội vẫn chưa nhận được cú ném bóng rất tốt nhưng hậu vệ cũng đã phá ra.
đá lăn nhưng không được rồi. Các hậu vệ áo đỏ là kịp thời nguy hiểm. Số 10 kịp không? Kịp rồi. Quá dẻo. Rất đẹp. Một. Rất đáng khi của các bạn. Một cầu thủ nhỏ đến từ Hà Tàng. Số 17. Áo đỏ, số 17 áo đỏ. Chiến thắng quá mạnh mẽ em ơi. Áo vàng bên trên vẫn chưa có đồng đội để nhận được tiền vừa rồi. Rất đông các cầu thủ áo vàng đã cắt được bóng rồi. Áo đỏ rất tiếc cho số 17 vừa rồi. Ném nhanh. Những phút vừa qua là những pha quá hay. Chúng con cũng rất cảm giác trong pha bóng vừa rồi. Áo này phản công, áo này kịp không đây? Không kịp. Số 3, vẫn là số 3 của A3. Qua người luôn, chiêu vào trong. Rất đáng tiếc chưa đến chân của đồng đội. Áo đỏ phản công, áo đỏ phản công. A5. Số 7. Vẫn là số 3. Chuyền cho số 1. Quá hay luôn, chiêu vào trong. Đồng đội đáng tiếc. Một pha sút bóng của đội bóng mình. Hít ba, rất tiếc một pha bóng vừa rồi. Rất đông các cầu thủ áo vàng đã lùi về. Nguy hiểm quá đi, nhưng thủ môn rất xuất sắc. Kết thúc trận đấu rất hay của hai lớp 63 và 65. Xin chúc mừng các cầu thủ A3. Các em đã ghi tỷ số 2-0. Xin chúc mừng. Mình tỉnh lại chứ, một mình nó mới ra mà. Tính xét nữa là mình đá.